Xiaomi Mi 9, Xiaomi Black Shark 2, đâu sẽ là sản phẩm giúp cho các bạn có khả năng chơi game tốt hơn? Chúng ta cùng làm rõ trong 30 phút gaming số thứ 38. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab, Tuấn Ngọc đây. Lý do mình muốn mang đến cho các bạn hai sản phẩm này thì đơn giản thôi. Bởi vì các bạn đều biết rồi, chiếc Black Shark 2 hay là chiếc Mi 9 thì đều đang được bán chính hãng tại Việt Nam. Và cả hai chiếc điện thoại này thì đang có mức giá chênh nhau là khoảng 2 triệu. Nếu các bạn nhìn một chút vào thông số thì các bạn sẽ thấy rằng đây đều là hai sản phẩm flagship của Xiaomi với con chip là Snapdragon 855 rất mạnh mẽ và GPU của chúng ta sẽ là GPU Adreno 640. Vậy thì đâu sẽ là một chiếc điện thoại mang lại cho các bạn khả năng chơi game tốt hơn? Chúng ta cùng làm rõ trong số 3 phút. Vậy thì đâu sẽ là sản phẩm gaming tốt hơn? Thì chúng ta sẽ cùng test trong 3 phút chơi game PUBG Mobile sau đây. Đều để lên được HDR và cái độ phân giải, cái tốc độ khung hình là Ultra. Mình cũng đã bật khử răng cưa, bật đổ bóng và tắt chế độ tự động giảm đồ họa khi mà máy quá nặng. Và mình cũng đã bật mắc sáng, mắc loa cũng như là tắt hết tất cả kết nối linh tinh và kết nối chung đến một điểm wifi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần test game giữa chiếc Black Shark 2 và chiếc Mi 9 của chúng ta. Và các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một vài điểm mà mình muốn các bạn lưu ý. Đầu tiên ở trong tiêu chí thứ nhất đó chính là về cái điểm mà thể đồ họa của hai chiếc máy. Thì với con chip Snapdragon 855 thì mình không cần có gì phải phàn nàn cả. Các bạn sẽ thấy rằng cả hai chiếc máy đều thể hiện một đồ họa một cách rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình thấy rằng là chiếc Mi 9 này nếu mà về cuối thì sẽ có hiện tượng là hơi bị giật khung hình một xíu nếu các bạn lái xe. Còn để mà nói chung chung thì toàn bộ cái chiếc máy đều mang lại cho mình một cảm giác rất là tuyệt vời khi mà chơi game, không có cái gì phải lấn cấn cả. Và chúng ta chuyển đến cái tiêu chí thứ hai, đó là tiêu chí về cái mặt hậu thuẫn dành cho người dùng. Thì ở trong tiêu chí này có lẽ là mình phải khen Black Shark 2 rất là nhiều. Để mà nói về khả năng cầm nắm thì các bạn sẽ thấy là Black Shark 2 nó ôm tay hơn đáng kể. Rõ ràng rồi, bởi vì đây là cả chiếc máy thiên về khả năng gaming mà. Thế nên nó sẽ vừa khít trong bàn tay các bạn. Còn trong khi đó thì chiếc Mi 9 thì mình cảm giác là nếu các bạn tháo ốp ra thì các bạn sẽ thấy rằng nó hơi mỏng quá và nó khiến cho cái khả năng cầm nắm các bạn sẽ bị ảnh hưởng đi một chút. Và chưa nói đến đó chính là cái phần màn hình này nó vẫn hơi gồ lên một xíu và nó khiến cho bàn tay của bạn sẽ cảm thấy không thực sự thoải mái khi cầm nắm chắc chắn. Để mà nói về những thứ khác như là màn hình thì mặc dù cả hai chiếc điện thoại đều có được cái màn hình nó khá là tương đồng với nhau, tuy nhiên thì mình vẫn thích chiếc màn hình của Black Shark hơn. Vì sao? Thứ nhất đó chính là nó không có tai thỏ, cũng không có giọt nước, và cái màn hình này nó sẽ tối ưu được toàn bộ cái diện tích của mặt trước mà không cần phải lo lắng về việc là các bạn sẽ bị chắn bất kỳ một cái gì cả. Thêm nữa là để mà so với độ sáng thì mình thấy rằng Black Shark 2 có độ sáng lớn hơn. Khi mà mình test 3 phút gaming thì không chỉ có hai cái softbox này mà còn có thêm cả một cái đèn pixel cũng như là một cái đèn ở trên trần nữa, nó chiếu thẳng vào chiếc máy. Thì với cái độ sáng cường độ lớn như vậy thì chiếc Mi 9 mình thấy thực sự là hơi khó để nhìn, mặc dù là mình đã tăng mắc sáng rồi. Còn với chiếc Black Shark 2 thì mọi thứ vẫn rất hoàn hảo. Và thêm vào đó nữa thì Black Shark 2 có vẻ gì đó là nó rõ ràng hơn, dễ nhìn hơn. Nếu mà trong những tựa game có cái đồ họa hơi tối một chút thì có lẽ là Mi 9 sẽ không thực sự làm các bạn hài lòng. Còn về loa chúng ta chẳng phải nói nữa, thì chiếc Black Shark 2 chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi loa stereo, trong khi đó chiếc Mi 9 chỉ có loa là mono mà thôi. Tuy nhiên thì cả hai chiếc máy vẫn mang lại chúng ta một cảm giác nghe loa rất tốt. Dù sao chăng nữa thì chiếc Mi 9 thì cái loa của nó vẫn phù hợp với khả năng là giải trí thay vì chơi game. Bởi vì cái chiếc Black Shark 2 này mình đã nói từ trước đấy rồi, âm thanh của nó hơi tù một chút, bass hơi bị nhiều, nó chỉ phù hợp cho chơi game mà thôi. Thế nên là trong cái tiêu chí này thì mình thấy rằng là chiếc Black Shark 2 chúng ta vẫn nhỉnh hơn so với chiếc Mi 9. Tiêu chí thứ ba đó là về nhiệt độ, thì các bạn đều thấy rằng là chiếc Black Shark 2 chúng ta với một cái loa to hơn, một cái màn hình sáng hơn thì mình nghĩ rằng nó sẽ nóng hơn nhiều hơn. Thế nhưng mà mình đã nhầm, bởi vì là với chiếc Black Shark 2 các bạn sẽ được trang bị công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng. Và cũng vì thế, thế nên là chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả những cái nhiệt độ mà mình đã đo từ phần cằm, phần trước, phần lưng cho đến phần viền thì Black Shark 2 chỉ nóng hơn đó chính là phần cằm, đó là 35,8 độ so với là 34,8 độ của chiếc Mi 9. Còn lại phần mặt lưng thì nó sẽ nóng hơn so với chiếc Mi 9 một chút, là trên là khoảng 1 độ. Còn lại thì chiếc Mi 9 sẽ nóng hơn ở phần mặt trước cũng như là phần viền. Diện tích tỏa nhiệt thì mình sẽ thấy chiếc Mi 9 tỏa nhiệt nhiều hơn. Thế nên mình sẽ chấm ở trong cái phần này là điểm hòa. Bởi vì là các bạn đều thấy rồi, hai chiếc điện thoại có cái nhiệt độ khá tương đồng với nhau, mặc dù có cái này hơn, cái kia thấp.
Cái tiêu chí cuối cùng đó là về pin. Thì chiếc Blackjack 2 sau 3 phút chơi game chúng ta sẽ còn là 92%, trong khi đó chiếc Mi 9 chỉ còn 87% mà thôi. Cái điều này thì chúng ta không cần phải thắc mắc quá là nhiều, bởi vì Blackjack 2 của chúng ta có dung lượng pin là 4.000 mAh, còn trong khi chiếc Mi 9 chỉ có là hơn 3.000 mAh mà thôi. Thì mình thấy rằng đây là cái thông số các bạn tham khảo. Còn nếu mà có những bài đánh giá chi tiết hơn thì chúng ta sẽ đợi đến các video lần sau. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài test 3 phút gaming giữa chiếc Blackjack 2 và chiếc Xiaomi Mi 9. Tiêu chí đầu tiên, hai chiếc điện thoại hòa. Tiêu chí thứ hai, về hậu thuẫn người chơi thì chiếc Blackjack 2 thắng. Tiêu chí cuối cùng đó là về nhiệt độ thì hai chiếc điện thoại hòa và chúng ta sẽ có tổng tỷ số đó là 2-1 thiên về cái chiếc Blackjack 2. Đó là mình còn chưa kể mà chúng ta sẽ có thêm một điểm cộng, đó là dung lượng pin lớn của chiếc Blackjack 2 nữa. Còn lời khuyên của mình thì sao? Các bạn đều biết rồi, hai chiếc điện thoại này thì đang có mức giá chênh nhau là khoảng 2 triệu trong cái phân khúc chính hãng của nó. Và với chiếc Mi 9 thì với con chip Snapdragon 855 rất là rẻ, chính hãng chỉ có hơn gần 12 triệu thôi, thì các bạn có thể tham khảo bằng hàng mobile. Thì câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là nếu các bạn bỏ ra thêm 2 triệu để nâng cấp lên Blackjack 2 thì có đáng hay không? Cá nhân mình đánh giá là rất đáng. 2 triệu này là đáng dùng tiền bát gạo cho các bạn bỏ ra, bởi vì chúng ta sẽ có màn hình đẹp hơn, loa ngon hơn, pin trâu hơn, và đặc biệt hơn hết là nhiệt độ chúng ta không bị nóng hơn. Vậy còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Và nhớ rằng nếu các bạn đang muốn quan tâm đến chiếc Mi 9, đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Hoàng Hà, mình sẽ để ngay trong phần mô tả. Các bạn thấy hay, bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Relap để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Để các bạn bỏ ra thêm khoảng 2 triệu nữa thì câu hỏi đặt ra ở đây.